Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Đúng là một giấc mơ đẹp. Tạm biệt Xuân Lôi Thiên Tôn. Di sản của Ngụy Bí Thiên Tôn tách ra rồi, phải nhân bây giờ lấy được mới được. Đó là Ngụy Bạo Lôi do bổn tôn luyện chế. Linh khí trong cơ thể mục tiêu càng ít, sát thương của nó gây ra sẽ càng cao. Dùng vật này để giết chết Xuân Lôi Thiên Tôn đã cạn kiệt linh khí rồi. Đúng là rất lớn, đúng là rất nơi. Tên phế vật Ngụy Bí Thiên Tôn đó, uổng công ta giúp hắn thành Thiên Tôn, di sản của hắn để ta thu nhận. Linh Ngọc Thiên Tôn, ngươi có chăng cũng quá tự tin rồi. Có chân hương Thiên Tôn ta ở đây, sao cho phép ngươi đả thương nữ nhân của ta? Sau khi Ngụy Bí Thiên Tôn chết đi, chân lý hắn nập ra cũng không còn nữa. Thế nhân hồi tưởng lại ký ức bị các ngươi che đậy, Linh Ngọc Thiên Tôn, chuẩn bị tiếp nhận sự mắng chửi của thế nhân đi. Sau khi Ngụy Bí Thiên Tôn chết đi, ảnh nha cũng biến mất, công việc phát sóng trực tiếp cho người đời do ta làm. Thứ Trần Ngọc Phong thi triển, không pháp phép thuật loại ảnh tượng, mà là phép thuật không gian, tương đương với đào một cái lỗ ở nơi này, liên thông bản đồng đồ. Là chó của Lý Huyền Tử, hắn biết phép thuật của không gian đơn giản cũng bình thường, vốn không thể nào so được với huyễn tạo tiên khí của lão tử. Trần Ngọc Phong, khi ngươi biết ta lắm phép thuật không gian cấp cao nhất, nhất định là sẽ ngạc nhiên đến mức giận quá hóa thẹn nhỉ. Bổn tôn rất mong đợi biểu hiện của ngươi. Bàn Nông Đô, thì ra là vậy, ký ức của chúng ta bị sửa đổi. Lúc trước người chống lại Chu Yếm không phải là bọn người của Linh Ngọc Thiên Tôn, mà là Lý Huyền Tử. Hắc Dạ Thiên Tôn bị bọn người Linh Ngọc mai phục giết chết, cuối cùng thả Chu Yếm về yêu thú đại lục. Nói cách khác, tội nhân của tộc người là ba người đứng đầu Linh Ngọc Thiên Tôn, Lý Huyền Tử mới là anh hùng của nhân tộc. Người cũng mặt dày quá, hờm chó Thiên Tôn gì chứ. Lão tử chưa từng thấy qua người vô sỉ như vậy. Nhạc phụ đại nhân, người ở thế giới bên kia nhìn thấy hay chưa? Thế nhân xưng người là anh hùng đó, danh tiếng của người sẽ là như thiên địa này, trường tồn với đời. Linh Ngọc Thiên Tôn, người thân là sự tồn tại trí cao, tại sao phải làm ra chuyện phản bội nhân tộc? Xin hãy cho bọn ta một lời giải thích. Hừm, bổn tôn chỉ muốn giết Lý Huyền Tử mà thôi. Cho dù Chu Yếm tiêu diệt nhân loại, thì có liên quan gì đến ta? Chuyện đến nước này cũng không phải giấu nữa. Bổn tôn là hậu nhân của thiên tri nhất tộc, nhân loại hoàn hảo nhất trên đời, vốn không cùng một chủng loại với mấy tên kiến cỏ các người. Chờ ta giết chết chân hương thiên tôn, lấy được di sản của toàn bộ thiên tôn nhân tộc, sẽ làm theo tiên tổ, tiến hành tẩy rửa linh cảnh không thuộc tộc ta. Dòng máu của các ngươi là cấp thấp, vốn không cần phải lối tiếp. Ta phải hoàn thành sự nghiệp tiên tổ chưa làm xong, sáng tạo một thế giới chỉ có thiên tri nhất tộc. Ta không nghe lầm đấy chứ. Linh Ngọc Thiên Tôn là hậu nhân của thiên tri nhất tộc. Thiên tri nhất tộc từng mang lại vô số cái chết và sợ hãi, lại còn để lại hậu nhân. Hậu nhân của thiên tri nhất tộc ta không chỉ nào có mình bổn. Họ sinh sôi ở đảo Viên Sa thế gian, bây giờ đã có hơn mấy ngàn người. Chờ bổn tôn lấy được thắng lợi cuối cùng, họ sẽ ra khỏi hang hết, phẫn nộ của tộc ta sẽ hủy diệt, biến thế giới này thành biển lửa, thù của các tổ tiên, do chúng ta báo. Tiếp theo, bổn tôn muốn di sản của Ngụy Bí Thiên Tôn, thứ quan trọng như vậy, mang trên người thật là không an toàn. Di sản của Thiên Tôn Chiêm Nam Thần là thế nào? Hình dạng của nó chính là một cục phần. Nói cách khác, bổn tôn phải ở trước mặt mọi người ăn thứ này. Bỏ đi, không no nhiều như vậy. Sau một phút, di sản Thiên Tôn của Chiêm Nam Thần đúng thật là da mỏng nhân nhiều, nhiều nước. Chỉ cần ăn qua một lần, bổn không muốn ăn lần thứ hai. Ngụy Bí Thiên Tôn, bổn tôn xem ngươi là kẻ địch cả đời. Yến Tiền diễn võ lần này, quyết đấu được quan sát, được quan tâm nhất sắp bắt đầu rồi. Kết quả đối chiến trực tiếp quyết định đến vận mệnh của con người. Cả người chậm đầu đang run rẩy.
Chân Hương Thiên Tôn đánh với Linh Ngọc Thiên Tôn. Diễn võ bắt đầu. Ta cảm nhận được rồi. Di vật năm đó của bổn tôn hóa làm năm vật, rất nhanh đã tập trung lại với nhau. Nhẫn nại thêm chút nữa, kế hoạch của bổn tôn rất nhanh sắp thành công rồi.